Gọi, chúng ta đến với trận đấu chung kết nhánh thua. Cuộc đối đầu giữa Sonic Fox và Outcast of Rain. Sindel vs. Milena. Mayuri why? À, ok. Let's go. Đặc quyền kẻ mạnh. Try. Bắn. Ơi à, hợp lý đấy. Đấy, tại sao cái rising kick không hợp lý như thế ở trận gặp Gambler đi? Thì có phải đỡ mất toy game đấy không? Thì có phải giờ đang chiếm trệ ở rung đùi chờ người đánh chung kết tổng không? Tách tiếp. Ném. Tách. Rồi xong. Bây giờ mới thoát kiểu gì? Thoát kiểu gì đây? Overhead. Thôi rồi. Giờ thoát kiểu gì đây? Thoát kiểu gì? Ô. Chúng ta có thể punish được cái này đấy. Ôi lại overhead tiếp thôi rồi xong. Ôi. Tôi hỏi là thoát kiểu gì, nó có lý do của nó cả đấy. Trung bình setup của Sindel. Ôi thôi. Overhead. Bắn. Nào bây giờ Outclass vào cửa gì đây? Giờ Outclass vào cửa gì? Hợp lý này. Overhead chính xác. Ok, ui giời ơi. Overhead vào không khí đây thì đi rồi. Thôi, mất game. Brutality. Ui giời, mấy cái F4 đây. Ui giời ơi. Mẹ cho hỏi thằng Sonic đã tung ra mấy cái F4 đây. Ai là lìn thật. Sợ. Mấy ông pro player bây giờ chơi chung với Six Akarin sao ấy. Bữa thấy chụp chung ngồi party với party PS5 với cả Sonic với Ninja. Xa hoái rồi. Nói gì nói, mặc dù từ nhờ tai tiếng nhưng mà thằng đấy cũng, cái thằng Six Akarin đấy nó cũng thu hút được lượng người theo dõi đông đảo mà, nên là cũng lấy cũng là dễ hiểu mà anh em. Mặc dù nó nổi như tai tiếng thật. Ôi giời ơi, tao vừa khen mày game trước xong mày lại làm quả này. Class. Vừa khen xong làm quả đai kích tốt mà sao làm quả đai kích láo luôn. Ok hay à. Mà break, air break. Rồi. Tại sao không confirm roll? Bấm hết string làm gì? Hay, đấy. Hợp lý, quyết đoán như này phải tốt đâu. F4 lần nữa, đúng rồi, đấy. Cứ phải dạy chơi game. Hay. Đấy. Đánh như này phải ok không? Đúng rồi, hợp lý. Hay quá, đúng rồi. Ôi rồi, break. Mất break đến từ Ninja. À, Phonic. Quay mù. Bắn. Bắn tiếp. Mũ. Cộng. Push back.
Phút xì của chúng tôi, phút xì của chúng tôi, size sweep một đèo. Đấy, đánh thế phải ok không? Đánh như thế của tao xem nào. Điều đấy xem nào. Mic ngon thế. Toán lệch, toàn chạch hết cả setup thì lôi đâu ra. 4 cái không? Nổi. Rồi, đến game 3 rồi anh em. Rồi, chốt rồi, pick Melina rồi. Sindel thôi, làm gì nữa. Mẹ cầm này, cầm Sindel là thuận tay nhất rồi mà setup hoàn hảo nhất rồi. Còn cameo thì cứ cung lao thôi. Cái này chúng ta không cần phải bàn cãi thêm rồi. Let's go, game 3 nào. Ây da, mũ. Sweep. Thôi xong rồi. Hay. Ây da, F2 rule. Confirm ác đấy. Mũ này. Hay. Convert. Úi giời, whip punish. Đi rồi. Chuẩn bị có thêm một cái setup nữa là chui ra. Đấy. Thôi xong, đỡ thế nào đây. Một cái setup nữa được mở ra. Rồi. Bây giờ thoát góc phải xin đeo như nào đây. Ơi. Ơi kìa. Ôi giời, 1 tỷ cái gap và tung ra. Mất break into outclass. Ơ kìa. Ơ, hợp lý. Được không? Yes, được. Ôi, một round cho outclass. Ờ, từ từ nhá. Ờ, một round thật. Ok, never mind. Mũ. Ok, ok à, căn mũ hơi sai nhá. Căn cái mũ hơi sai, ôi giời thôi xong rồi. Anti-air. Overhead. Đây một, backgrab chính xác. Roll, rồi mất break into Sonic. Mũ ra này, air to air. Hay. 360. Rồi bây giờ thì ông thoát kiểu gì đây? Take throw, bỏ ra bạn này. Rồi up kick. Nào, xử lý gọn gàng, 2-1. Hợp lý rồi, 2-1 cho Outclass. Rồi còn một game nữa thì mọi kịch bản của chúng ta sụp đổ hết. Liệu câu chuyện kẻ đi lên từ nhánh thua nó có tiếp tục theo kịch bản hay là có một thằng nhóc 2K9 sẽ đạp đổ kịch bản đấy? Chờ xem game 4. Let's go. Ôi không. Rồi, đến lúc hóa quỷ rồi. Nitara Chameleon. À đâu, Nitara Kung Lao. Nitara Kung Lao. Ôi dồi ôi, ông vào thẳng một cái BF2 và thẳng luôn. Bơi 1-3 luôn. Tiếp toán thế là thế. Thôi đến giờ hóa quỷ rồi. Up block của chúng tôi. Hay quá. Hay quá. 4-5. Overhead. Mũ. Overhead. Grab. Mũ ra. Roll. Ui, mất break. Mất break lên từ Sonic. B4 bay bay. Rồi. Chống air to air luôn. Cancel cái roll. Ok, bỏ đỡ là chết rồi, cút rồi. 1. Đi luôn.
1-2-4 và confirm bằng Fatal Blow đi luôn. Một round dành cho Sonic. Go. Mũ ra tiếp này. Ô kìa. Úi dồi ôi. Sao lại mở đường cho người ta panic thế kia. Điện Antia hay. Đấy. Thế thôi. Đi đơn giản thôi. Hay. Ui. Convert kìa. Convert ác thật. 370. Ôi dồi. Dính cái B4 đấy thì đi rồi. Mất break đến từ our class. Mũ. Ôi thôi xong rồi. Đi rồi. Hai đều. Này, xin đeo không được thì chúng ta lôi con bài tẩy mang tên Nitara ra. Hết ý. Chịu. Thằng quỷ lại vác con này ra thì thôi, đuổi. Hãng hàng không Nitara kính chào quý khách, đuổi nó đi. Bay khiếp vãi ở lìn. Rồi trước khi đến game đô 5 thì ôi, anh em mới bỏ ra một vài giây để bấm like buổi stream ngày hôm nay nhá, cảm ơn anh em nhất. Bây giờ thì câu chuyện ở đây là khi thấy Kenzo, khi thấy nó bay đấy thì bình tĩnh mà đỡ, bỏ đỡ ra bất thình lình là chết. Hay, chính xác đấy, sẽ là bình tĩnh. Ô hay, rồi confirm, hay. Ok, confirm, ui, vội rồi. Mọi thứ đang ổn cho đến cái pha F4 đấy, ông lại vội. Ôi giời ơi. Rồi, tự nhiên lại. Ôi giời ơi, bao cố gắng từ nãy giờ tự nhiên đổ hết xuống sông xuống biển rồi. Trời ơi, match point dành cho Sonic. Giời ơi, cú em ơi là cú em. Hay, chính xác đấy. Bí tích mà đánh. Đúng rồi. Trade đam lời hơn. Rồi, strike throw. Ok à, thỏ đêm một chết rồi. À không. Hóa B4 bay vào. Ôi, dính hai cái throw liên tiếp. Một cái strike throw này. Ơi, hay. Hay quá. Cố gắng F-break nào, F-break được không? Ok à, sao lại confirm cái overhead đấy. Hay, anti-air, mất break into Sonic. Ngũ ra. Roll. What the fuck? Không. Rồi ôi. Rồi bây giờ câu chuyện là xử lý như nào đây. Máu vẫn còn, nhưng mà ông xử lý như nào. F4. Đỡ đi, đừng bấm đi cả. Đỡ đi, đừng bấm gì. Hay. Hay quá. Đều. Match point dành cho cả hai người. Hay quá. Ơ từ từ. Bình tĩnh. Em ơi. Anh bảo rồi, bình tĩnh. Đúng rồi. Đánh với thằng này không vội đâu. Đánh với thằng Lee thì không vội được. Đúng rồi, lấy lượt đi. Lượt của em đấy. Đúng rồi, hay. Rồi, bình tĩnh. Hơn nửa máu. Hay, đúng rồi, Etoe. Chờ. Rồ, đúng rồi, chạy đi. Lấy lượt. Hay, with punish, but break. Hai người ném mũ ra. Trade đam là mũ. Hơn nửa máu rồi. Ơi, đừng bình tĩnh, uplock từ từ, bình tĩnh. Mũ ra, đái kích. Cho, hay, overhead. Đỡ đi, mất lượt rồi. Overhead, chính xác. Rồi, đây rồi, roll, hay. Sonic thua rồi, bay. Pick
the wrong thing. Which làm phát đuổi fan. đuổi fan Sonic. Cộng một đuổi fan Sonic. Que 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 Sonic. Sonic hú.